Rồi ok anh em, đây là những cái viên pin được làm bằng cái vỏ in 3D ha, được sản xuất tại Việt Nam. Thì ở đây mình có hai viên, là một viên là pin thường 249 g và một viên pin là Blue 3850 ha. Thì cả hai viên pin này đều sử dụng vỏ in 3D ha. Đó, nó có khoét thêm những cái lỗ để giúp cho cái viên pin nó mát hơn ha anh em. Đó, đây là viên pin thường và đây là viên pin Blue 3850. Thì thật ra thì nó cũng không có gì khác nhau đâu anh em. Blue dưới pin thường thì cấu tạo nó cũng y chang nhau thôi nha. Đó, đây là viên pin Blue. Thì viên pin Blue thì nó có cái dung lượng cao hơn và nó đương nhiên là nó cũng sẽ nặng hơn nha. Và đây là cái phần vỏ sử dụng cho viên pin nha, đó là vỏ in 3D. Và mình muốn nói với anh em một vấn đề là anh em đang quan tâm, vấn đề là viên pin này nó sẽ hoạt động như thế nào ha, đúng không? Thì nó là mình muốn nói với anh em là tất cả những viên pin mà chúng ta sử dụng cho các thiết bị của DJI nói chung ha, thì những viên pin này bắt buộc phải sử dụng những cái thành phần linh kiện là đến từ DJI nha anh em, không thể sử dụng bất kỳ một cái linh kiện nào ngoài nha để lắp ráp và có thể sử dụng được cho thiết bị DJI đâu nha. Bắt buộc phải sử dụng các linh kiện do DJI sản xuất, bao gồm mạch quản lý pin, cell pin và những cái linh kiện bổ trợ ha, để chúng ta hoàn thiện thành được một cái viên pin như thế này ha. Trừ cái vỏ thôi, trừ cái vỏ là chúng ta có thể tự sản xuất, tự in 3D này kia được. Còn ngoài ra tất cả các linh kiện bên trong thì nó phải từ DJI nha anh em, bắt buộc phải là của DJI. Nếu không phải của DJI thì không thể nào sử dụng được cho các thiết bị của DJI nha. Đó, vì vậy cho nên là anh em không có cần phải lo lắng về cái vấn đề là cái viên pin này nó có hoạt động chỉnh chu không, nó có báo thông số đúng không, rồi này kia kia nọ các thứ ha. Tất nhiên là nó là từ DJI ra cho nên là những cái thông số đó hoàn toàn bình thường, hoàn toàn khớp nha. Và mình sẽ tiến hành bay thử cho anh em xem ha. Ok, mình sẽ tiến hành quay phim màn hình để anh em xem được những cái thông số khi bay ha. Ok anh em. Ok anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay phim màn hình là bay test thử pin ha. Thì mình sẽ bay cái viên pin đầu tiên, là mình sẽ bay cái viên tiêu chuẩn nha, 249 g. Thì mình sẽ cho anh em xem cái thông tin của pin. Ok anh em ha, thông tin của pin nó báo bình thường, đầy đủ các chức năng ha. Hiển thị số lần sạc, dung lượng, không phải dung lượng, bảy số lần sạc, điện áp này kia, nhiệt độ vân vân nha. Ok, không có vấn đề hết trơn anh em. Giờ mình sẽ cất cánh ở 97% và the home point okay, has been updated. Please check it on the map. Chơi thôi. Cánh rồi. Kiếm bãi cỏ nào xanh xanh mướt mướt chút coi. Ok, sẽ cất. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ok anh em, thì mình đã take off bình thường rồi ha anh em. Nãy mình lỡ kéo cần hơi 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 xuống quá cái nó báo landing này, chứ không có gì cho anh em. Và đây là điện áp của pin ha. 3.86 rất là đều ha, nhiệt độ 32 độ C ha. Chung mà điện áp rất là đều, rất là ổn định luôn. Không có gì phải lo lắng hết nha. Đó, thì đó. Nói chung là mình chỉ muốn nhấn mạnh một điều với anh em là khi mà chúng ta sử dụng các sản phẩm của DJI nói chung ha, và có những anh em thì kiếm tiền từ những cái sản phẩm, những cái thiết bị của DJI, thì chúng ta đang tham gia vào một cái trò chơi, một cái trò chơi do DJI làm chủ ha. Và khi mà anh em tham gia vào trò chơi đó thì chúng ta đang giúp cho DJI kiếm tiền ha. Tất cả những cái gì mà anh em mua nha, bao gồm linh kiện sửa chữa pin, các nguyên liệu nói chung để tạo nên được một cái sản phẩm của DJI để có thể được sử dụng với các thiết bị, có thể sử dụng tốt cho các thiết bị của DJI, thì chúng ta đều phải mua những cái nguyên liệu từ DJI nha anh em. Chúng ta phải mua từ DJI và cái cục pin của mình nó cũng không ngoại lệ luôn nha. Pin mình đang có, mình đang sử dụng, mình đang 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 quay phim màn hình cho anh em xem. Thì viên pin này tất cả các linh kiện nó đều sử dụng linh kiện của DJI hết nha. Và những linh kiện này là những cái linh kiện đều đã được thông qua xác thực của DJI nha anh em. Ngoại trừ cái vỏ
ngoại trừ cái vỏ, mình xin nhắc lại là ngoại trừ cái vỏ là chúng ta có thể tự sản xuất lại được, tự sản xuất được ha. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ bao gồm cả seal pin, mạch quản lý seal pin, giao tiếp này nọ, các cái chân cắm này nọ nha, đến thậm chí cả cái chân cắm của pin luôn thì chúng ta cũng phải mua của DJI nha. Và cái đó là do DJI sản xuất và đã thông qua xác thực nha. Không thể nào có cái việc mà sử dụng một cái nguyên liệu nào đó khác, ví dụ như một cái mạch pin khác nha, không phải của DJI sản xuất mà gắn vào và cái máy nó sẽ cho sử dụng nha. Không bao giờ có chuyện đó luôn. Cái máy chắc chắn nó sẽ không cho sử dụng, nó sẽ từ chối bằng một cái cách thức nào đó, bằng một cái cách về phần mềm nào đó, nó sẽ ngăn anh em, không bao giờ để cho anh em ha, sử dụng những cái thiết bị, những cái linh kiện lạ ha, mà bắt buộc phải sử dụng những cái thành phần của chính DJI sản xuất ra nha. Và nói như vậy để anh em biết được rằng ha, nó sẽ không có cái chuyện mà chúng ta sẽ sử dụng những cái linh kiện tào lao ha, không thể sử dụng được những linh kiện tào lao. Và nó cũng là cái cách mà để chúng ta thứ mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó là sản phẩm phụ, chứ không, nó chính là những cái sản phẩm chính, những cái sản phẩm chủ lực mà giúp cho DJI kiếm ra được rất là nhiều tiền nha. Đó chính là những cái linh kiện nha, để cấu thành nên những cái sản phẩm mà phục vụ cho các thiết bị của DJI nha. Trong đó có seal pin nha. Seal pin cũng là một cái thứ mà anh em cứ nghĩ là nó sẽ là cái thứ gì đó ở bên ngoài, nhưng không, seal pin nó cũng là cái thứ do DJI sản xuất nha. Và khi chúng ta mua seal pin về, chúng ta lắp ráp pin hoặc là chúng ta làm cái gì đó nha, bao gồm luôn cả mạch BMS của pin, thì những cái thứ đó đang là những cái thứ mà DJI chủ lực bán để kiếm lợi nhuận ha. Còn việc bán ra cái máy bay ha, thực tế mà nói ha, cái lượng máy bay mà bán ra hàng năm nó rất là ít, nó không bằng cái lượng mà linh kiện mà chúng ta mua đâu. Có thể thấy là trời hôm nay cực kỳ gió luôn nha anh em, gió rất là mạnh luôn. Và ở đây mình đứng ở đây, anh em đứng mình đang núp trong cái lùm cây á, thì anh em thấy là gió ha, gió thổi rất là dữ luôn ha. Nè, mình đang đứng núp trong lùm cây nè anh em. Đó đó, thì đây là những phần trăm pin cuối cùng của cái viên pin thường ha. Đó, anh em thấy gió cỡ này mà, gió cỡ này là phải bình thường, anh em nhìn trong hình nó không có dữ đâu, nhưng mà ở ngoài thực tế gió rất là mạnh luôn. Và ban nãy mình có bay thử vài cái đoạn spot, bay thử vài đoạn spot để mình test thử cái khả năng của pin cho anh em xem á, thì ok, nó báo landing ha anh em, nó báo là đúng 8%, 9%, 10% là sẽ báo landing ha. Và các thông số của nó thì hoàn toàn chuẩn chỉnh nha, không có vấn đề chứ anh em. Điện áp hiện tại đang là 3,19 nha, 3,20, và nhiệt độ đang là 52,3 độ C ha. Thì viên pin này á, nó mình đã có khoét một vài cái lỗ trên cái vỏ pin đó để cho cái luồng gió đi vào, nó làm mát, nó giải nhiệt cái seal pin bên trong ha, thì cái seal pin nó sẽ đỡ với bị nóng hơn nha anh em. Còn nếu mà chúng ta không có khoét những cái lỗ để tạo cái luồng gió vô á, thì nó sẽ làm cho cái seal pin chúng ta nóng hơn ha. Nó chỉ nóng hơn thôi chứ nó cũng không có đến mức độ gọi là quá nóng ha anh em. Nhưng mà rõ ràng là khi mà việc cái vỏ nó có những cái lỗ để nó thông gió thì nó sẽ làm mát cái seal pin nó tốt hơn ha, nó sẽ làm cho cái seal pin chúng ta đỡ bị cái nhiệt độ bên trong á, nó ngậm cái nhiệt bên trong ha, nó sẽ áp lực hơn ha. Còn khi mà chúng ta khoét lỗ thì nó sẽ có gió mát hơn. Thì nhà sản xuất sẽ không bao giờ khoét lỗ cho viên pin đâu, tại vì đơn giản thì vì yếu tố an toàn, cái đó cũng là một phần thôi ha. Vì yếu tố an toàn cho nên là họ sẽ không bao giờ làm cho cái vỏ pin chúng ta có cái khoảng hở, mà sẽ họ sẽ luôn làm cái vỏ pin nó kín ha. Nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là nên có khoảng hở ha, nên có khoảng hở. Dù gì máy bay chúng ta cũng không bao giờ bay trong mưa, cho nên là cái chuyện hở mà nói ở nước vô này kia thì nó sẽ không có ha. 0% rồi ha anh em. 0% ha, mình sẽ cho nó hạ cánh ha anh em. Ok. Rồi, landing. Gió quá chứ không landing được. Rồi, 1 2 3 landing.
Ok anh em, nó là landing này ha. Và tổng thời gian bay mình cho anh em xem một cái lần bay trước của mình ha. Là mình có được là lần bay trước nha, lần bay trước ha. Là nó tiêu rồi. 22 phút nha anh em. Đây là thời gian bay thực tế, ngoài trời có gió rất là mạnh và có test bay sport này kia các thứ luôn nha anh em. Mình test bay sport rất là hardcore luôn. Đó, giống như trong cái phần mà ban nãy mình có show lên cho anh em xem đó. Đó. Thì đây là viên pin tiêu chuẩn ha, bay thực tế ngoài trời ha. Và bay chế độ sport này kia đồ nữa ha anh em. Đó. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp